Hello, xin chào các bạn, xin mời các bạn trở lại với kênh tiếp theo của Thành Vũ. Và hôm nay Thành Vũ đang có mặt tại tượng đài chiến thắng 6 thành phố Buôn Ma Thuột các bạn nhé. Hôm nay Thành sẽ giới thiệu các bạn về sự thay đổi không ngừng của thành phố Buôn Ma Thuột sau khi 10 năm trở lại đây các bạn nhé, hơn 10 năm ạ các bạn ạ. Vâng, đây là tượng đài chiến thắng tại ngã 6 Buôn Ma Thuột các bạn nhé. Trước đây là một tượng đài này là trước là biểu tượng một chiếc xe tăng của Nga bác các bạn ạ. Xe tăng là biển hiệu là T-34 các bạn nhé. Nhưng mà từ năm 1997 đến nay là thay bằng một chiếc xe tăng bằng bê tông các bạn ạ. Và chiếc xe tăng thật thì đã được đưa vào Viện Bảo tàng Đắk Lắk rồi các bạn nhé. Vâng, đây là khu vực ngã 6 của thành phố Buôn Ma Thuột các bạn ạ. Cách đây 20 năm thì hơn 20 năm thì ở đây là người dân là vẫn chưa phát triển nhanh như thế này các bạn ạ. Còn cái thời giải phóng thành phố Buôn Ma Thuột thì cái vòng xoay này là cái nơi mà cỏ hoang cỏ dại rất là nhiều. Nhà cửa ở đây là không có bao nhiêu các bạn nhé. Nhưng mà đến đây thì đến nay thì sau những hơn 40 năm thì sự thay đổi rất là nhanh chóng luôn ạ. Vâng ạ, ở đây là bưu điện. Vâng, bưu điện nằm ngay ở ngã 6 các bạn nhé. Vâng, tòa nhà này là khách sạn Thắng Lợi. Ngày xưa là năm 9 mấy là 95, 94, 95 là ở đấy là khách sạn Thắng Lợi các bạn ạ. Bây giờ thì thay đổi bằng khách sạn Ban Mê các bạn nhé. Vâng, tiếp theo ở đây là nhà thờ chính tòa Ban Ma Thuột các bạn ạ. Vâng, đây là nhà thờ lớn của Ban Ma Thuột các bạn nhé. Nó nằm tại trung tâm ngã 6 các bạn ạ. Đường này hiện tại là đường Nguyễn Tất Thành các bạn nhé. Nhưng mà trước nó là đường Nguyễn Trí Thanh ạ. Vâng, hiện tại là con người và cuộc sống ở đây thay đổi một cái mức độ rất chóng mặt các bạn ạ. Và đây là đài phát thanh truyền hình tỉnh Đắk Lắk ạ. Vâng ạ, đây là trung tâm văn hóa của tỉnh Đắk Lắk các bạn nhé. Vâng, cũng nằm tại ngã 6 ạ. Một sự thay đổi không ngừng, một sự thay đổi rất là chóng mặt. Lượng người di chuyển ở cái khu vực ngã 6 này rất là đông các bạn nhé. Đấy, các bạn đang theo dõi trên màn hình ạ. Vâng, đầu tháng 9 vừa qua là đã diễn ra một cái lễ hội sầu riêng tại huyện Cống Bách các bạn nhé. Rất là tưng bừng và hoành tráng các bạn ạ. Các bạn có dịp về Đắk Lắk thì được thưởng thức nhiều cái khung cảnh rất là đẹp, những cái ẩm thực rất là tuyệt vời các bạn nhé. Con người ở đây là rất là dân dã, hầu hết là một số người nhập cư, vâng, một số dân tộc người tại chỗ thì hầu như là chiếm khoảng 2-3% các bạn ạ. Vâng, đến với Buôn Ma Thuột thì thời tiết rất là mát mẻ các bạn nhé. Tóm lại là nó không bằng Đà Lạt đâu ạ. Nhưng mà khí hậu rất là ưu ái, hài hòa các bạn ạ.
Hôm nay thời tiết tại Buôn Ma Thuột thì thời tiết râm mát các bạn nhé. Nhiệt độ bên ngoài khoảng 24-25 độ, trời nắng nhẹ. Vâng, Thành vừa giới thiệu với các bạn là một cái sự thay đổi không ngừng của tỉnh Đắk Lắk các bạn ạ. Nói chung và thành phố Buôn Thuột nói riêng các bạn nhé. Con người và cuộc sống hiện tại ở đây là rất là thay đổi. Mình không thể nói rằng là như thế nào nữa, nhưng mà tóm lại là rất là thay đổi một cách là rất là chóng mặt, mình không thể tưởng nổi. Rất mong các bạn là có dịp về Đắk Lắk, mình sẽ chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp con người nơi đây các bạn nhé. Vâng, thật tuyệt vời phải không bạn? Vâng, Thành xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn và mọi người thật nhiều sức khỏe ạ. Vâng, các bạn đừng quên là nhấn đăng ký kênh và bấm like để ủng hộ kênh của Thành nhé. Thành xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.